Các em thân mến, chúng ta lại bước vào tiết số 14, thưởng thức mỹ thuật ở khối 9. Và chúng ta sẽ tiếp tục bàn về cái nền mỹ thuật châu Á. Và chúng ta tìm hiểu ở phần 1 là vài nét khái quát về hai đất nước Nhật Bản và Trung Hoa và nền mỹ thuật ở hai nước này ha các em. Em hãy cho biết những hình ảnh trên đặc trưng cho những quốc gia nào của châu Á ở hình 1 và ở hình 2. Đó là Nhật Bản và Trung Quốc. Nền mỹ thuật châu Á phát triển rực rỡ, để lại cho kho tàng mỹ thuật thế giới nhiều những kiệt tác các em. Đầu tiên, chúng ta có thể kể đến mỹ thuật Trung Quốc. Chúng ta tìm hiểu về đất nước Trung Quốc, một số công trình kiến trúc của Trung Quốc. Và đặc biệt là chúng ta tìm hiểu hội họa Trung Quốc có những dòng tranh nào. Đây là một số những hình ảnh về những công trình kiến trúc nổi tiếng ở Trung Quốc. Chúng ta có Vạn Lý Trường Thành. Và đây là một đoạn khác của Vạn Lý Trường Thành Trung Quốc. Và còn đây là cảnh Vạn Lý Trường Thành Trung Quốc về ban đêm. Và đây là Cố Cung Tử Cấm Thành ở Trung Quốc. Và đây là góc nhìn khác, nhìn về Tử Cấm Thành, Cố Cung vào ban đêm. Còn đây là hình ảnh Thiên An Môn, Trung Quốc. Một góc máy quay khác ở Thiên An Môn, Trung Quốc. Còn đây là ảnh chụp Di Hòa Viên ở Trung Quốc. Thầy cho các em xem một số những bức tranh thủy mặc do các nghệ nhân của Trung Quốc vẽ. Đây là một bức tranh thủy mặc khác. Tranh thủy mặc người ta vẽ trên giấy xuyến chỉ và vẽ bằng mực nho. Và còn đây là tranh của danh họa Tề Bạch Thạch, Trung Quốc. Và đây là tranh của Tề Bạch Thạch. Đây cũng là tranh của Tề Bạch Thạch. Ông đặc biệt yêu thích vẽ con tôm. Và đây nữa các em. Tranh
Chuồn chuồn và bò ngựa cũng của Tây Bạch Thạch. Như vậy về mỹ thực Trung Quốc, chúng ta có thể tóm một số ý như sau. Chịu ảnh hưởng Nho giáo, Đạo giáo và Phật giáo. Kiến trúc có Vạn Lý Trường Thành, Cố Cung, Thiên An Môn, Di Hòa Viên. Về mảng hội họa thì bích họa, tranh lụa, tranh thủy mặc. Đại diện tiêu biểu là danh họa Tề Bạch Thạch. Ông sinh năm 1863, mất năm 1957, được UNESCO công nhận là danh nhân văn hóa thế giới năm 1993. Rồi chúng ta cùng tìm hiểu ở phần 2, đó là mỹ thực Nhật Bản các em. Chúng ta tìm hiểu Nhật Bản thì chúng ta sẽ nêu cái hiểu biết của em về đất nước Nhật Bản. Nhật Bản có những công trình kiến trúc nào? Đặc điểm của những công trình kiến trúc về chùa và hội họa Nhật Bản có dòng tranh nào nổi tiếng? Đầu tiên, thầy giới thiệu đây là ngôi chùa Todaji ở Nhật Bản. Thầy giới thiệu với em một số những cái góc nhìn về vườn bonsai, nghệ thuật cây cảnh của Nhật Bản. Và mỹ thuật Nhật Bản còn rất nổi tiếng về dòng tranh khắc gỗ màu. Chúng ta nhìn xem trên cái tranh khắc gỗ này thì nói về một kỹ nữ tên Utamaro, và bức tranh này được thể hiện, được làm từ năm 1790. Mỹ thuật Nhật Bản ở mảng kiến trúc là có những ngôi đền có mái gỗ đồ sộ bằng kỹ thuật riêng hoàn hảo, và đặc biệt là vườn kết hợp với kiến trúc tạo nên nét đặc sắc riêng, đó người ta hay gọi là vườn bonsai Nhật Bản. Và một điều nữa đó là tranh khắc gỗ, đây là niềm tự hào của nhân dân Nhật Bản các em. Thầy cho các em xem thêm một cái số tranh khắc gỗ ở Nhật. Đây là một số những tranh khắc gỗ Nhật. Đây là phần hướng dẫn về nhà. Thì ở phần về nhà, chúng ta sẽ chuẩn bị cho giờ học ở tiết thứ 15. Các em lưu ý là ngày 14 tháng 12 các em sẽ thi học kỳ, làm bài trực tiếp và gửi bài lên Google Form cho giáo viên. Đường link Google Form giáo viên sẽ gửi sau. Thời gian làm bài thì cũng đúng vào tiết tư 14 tháng 12 từ 9:45 đến 10:30. Để kiểm tra thì giáo viên sẽ gửi trên trang lớp học. Nếu thi học kỳ theo hình thức trực tuyến, còn nếu tới thời điểm đó mà đi học trực tiếp thì giáo viên bộ môn sẽ thông báo cho các em sau. Thân ái chào các em.